Rồi, em Trường Xe Máy Khánh Phép xin chào anh em nha. Hôm nay lên con Ford Flex xả lỗ anh em ơi. Đó, đợt cái lô này nhập nguyên lô ngay cái đợt mà Ford Flex nó đang hot anh em. Giá nó cao, nó nhập giá nó cao. Hôm nay thì nói chung là thị trường xe nó cũng bình lại, nên em cũng bán cái giá là cũng lỗ luôn đó. Thật sự luôn ha. Đó, con này bán giá 27 củ là bao gồm hồ sơ cho anh em nè. Đó, anh em cũng không gài cũng biết cái xe này bên trong cửa hàng em đậu cái gì. À, mấy đợt trước là bán 30 rồi xuống 29, hôm nay xuống cho anh em là 27 cũ bao luôn hồ sơ. À, xe còn rất là đẹp ha. Đây, xe Odo đi được 7.600 nha mọi người. Odo được 7.600, đời này đời không có tắt đèn ha, đèn cháy suốt. Hình như là đời này 2021 á, đúng rồi 2021 ha. Xe còn rất là đẹp, Odo đi có 7.600 thì anh em hiểu cái chất xe đó khá là đẹp ha. Đó, sơn bạc phột là trước là chưa có bong chóc gì luôn ha. À, ốc tán rồi là còn sáng chân luôn, quá trời đẹp. Mâm bọng là chưa có dấu cạy với bọng gì trơn ha. Đó, vỏ là trước sau còn theo xe dày mò anh em ơi. Đó, có cái bên phục ở đây nè, có bên cái sóng phục chỗ này nè nó bị trì. Dạng như nó bị bong sơn nhẹ thôi. Thì mấy dòng phu chờ led này anh em cũng biết rồi đó, xài tầm phắn là 7-8 ngàn đổ đi đi rồi bắt đầu là nó sẽ có dấu hiệu là sẽ bị bong sơn phuộc ha. Nè, phải chịu thôi. Rồi ốc tán còn quá trời đẹp. Đó, ốc tốt là còn sáng chân luôn. Vỏ là còn dày mo gây gió còn đủ luôn ha. Đây, máy móc đồ bốn ống đầu là mới ken span luôn. Đó, hôm nay cái thị trường xe Flex nó cũng có dấu hiệu là nhóng lên lại ha. Hôm nay thì trường xe mới là 37 triệu năm rồi đó. 37 năm rồi. Thì mình mua cái xe này thì đỡ được chục cũ anh em ơi. Đó. Cái này 27 cũ ha, thì đỡ được chục cũ. Xe này cũng còn khá là mới luôn. Đó, lốc liếc đồ là ốc tán là còn sáng trưng ha. Đó, lốc liếc được hai bên rất là đẹp. Ốc tán là còn sáng trưng à. Chân cẳng đồ còn khá đẹp ha. Cái chắc xe vậy là quá ok rồi chứ gì. Nó mâm bọng gì trước sau là ngay thẳng ha, không có cong mớp gì đâu. Nói chung là chưa có dấu cạy luôn á. Nè, mâm bọng nè, anh em coi nè, không có dấu cạy bọng gì đâu ha. Nó vỏ bọng trước sau là còn cặp đầy đủ, dày mo luôn. À, áo sống thì liền đẹp. Hôm nay tiệm đang vệ sinh ở trước đây nè. Đó, nên nó hơi ồn xíu anh em mình thông cảm ha. Đây, ốc tán nè. À, mấy ốc bát tăng bua rồi là anh em chưa mở luôn nè. Ốc bát tăng bua chưa mở luôn ha. Quá tuyệt vời. Đẹp lắm luôn. Đó, thì mấy cái dòng này xe mới anh em, em cũng không có gì mà để tả cho anh em mình nhiều nữa ha. Chỉ quay cho anh em mình thấy cái chất xe với lại cái đát sản xuất xe ha. Cái chân cẳng đồ coi có đẹp không, có bị lỗi chỗ nào không để báo cho anh em mình thôi ha, chứ không có là gì mà để tả nhiều đâu. Đó, thì cái giá đó 27 củ bao gồm hồ sơ anh em mình á, anh em nào thấy dữ ý thì cho alo cho em Trường đi. Số điện thoại của em mình là 0961 374 375. Anh em muốn cần thêm hình ảnh chi tiết thì inbox Zalo với em ha. Rồi, xin cảm ơn anh em mình rất nhiều. Bye bye.